cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi chắp tay nhiễu quanh bên phải hoan hỉ hộ niệm lại nữa kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, tu tập tịnh hạnh trong sáng, trang sức đẹp đẽ nơi đó và trí tâm cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết bấy giờ có các trời rồng vân vân, có thần lực lớn, oai đức lẫy lừng, đi đến chỗ đó quán sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, do người kia biên chép cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, chắp tay nhũ quanh bên phải hoan hỷ hộ niệm kiều thi ca theo sau các trời rồng vân vân có đầy đủ thần lực lớn oai đức lẫy lừng như vậy để đi đến chỗ đó trong đó có những tà thần ác quỷ đều kinh sợ rút lui không dám ở do nhân duyên này thiện nam tử thiện nữ vân vân này tâm liền rộng rãi phát sanh hiểu biết thanh tịnh thù thắng sự tu nghiệp lành càng thêm sáng suốt có ra làm việc gì đều không bị chướng ngại vì vậy này kiều thi ca bát nhã ba la mật đa sâu xa bất kỳ ở chỗ nào cần phải dọn dẹp cấu quế chung quanh nơi đó quét tước lau chùi sửa sang và dưới nước thơm bày tỏa báu để an trí, đốt hương giải hoa để cúng dường. Lại nữa kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nếu thường cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi ban nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì nhất định sẽ được thân tâm không mệt mỏi, thân tâm an vui, thân tâm mềm mại, thân tâm nhẹ nhàng, buộc tâm nơi bát nhã ba la mật đa. Ban đêm khi ngủ nghỉ không có các mộng xấu, chỉ thấy mộng tốt nghĩa là thấy như lai ứng tránh đẳng giác thân sắc vàng dòng tướng hào trang nghiêm phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả có hết thành văn và bồ tát cung kính vây quanh đích thân mình ở giữa chúng nghe phải thuyết pháp bố thí vân vân Đục độ ba la mật đa và các pháp nghĩa lý tương ứng với các căn lành khác hoặc trong giấc mộng thấy cây bồ đề tầm vóc nó cao rộng, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, có đại bồ tát đi đến dưới gốc cây trải tòa, bắt chéo chân ngồi xếp bằng, chứng đã quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Vận chuyển bánh xe rượu pháp độ chúng hữu tình, hoặc trong giấc mộng thấy có vô lượng vô số bồ tát luận bàn, quyết đoán lựa chọn nghĩa của vô số các pháp hoặc trong giấc mộng thấy có vô lượng vô số Bồ Tát tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, hồi hướng bảo vệ trí nhất thiết trí. Hoặc trong giấc mộng thấy thế giới trong mười phương, mỗi thế giới có vô lượng muôn nước Đức Phật, cũng nghe tiếng các ngài dạy, Thế giới tên đó có như lai ứng tránh đảng giác hiệu đó, có vô số trăm ngàn thanh văn và Bồ Tát gần gũi cúng kính thuyết pháp như thế. Hoặc trong giấc mộng thấy thế giới trong mười phương đều có vô lượng muôn ước Đức Phật nhập bát Niết Bàn. Mỗi mỗi Đức Phật đó sau khi nhập bát Niết Bàn đều có thí chủ vì cúng dường giá lợi của Phật, nên xây vô lượng tháp lớn bằng bảy bóng xinh đẹp, lại ở mỗi mỗi thác đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi trải qua vô lượng kiếp. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này thấy tướng các thứ mộng lành như thế, hoặc ngủ hoặc thức, thân tâm an vui, các thiên thần vân vân giúp thêm năng lực cho người kia, làm cho người kia tự biết thân thể nhẹ nhàng, do nhân duyên này không có nhiều tham đắm về ăn uống, thuốc men, y phục, độ nằm. Đối với bốn thứ cúng dường, tâm người đó nhẹ nhàng như sư du già nhập định thắng rượu nhờ năng lực định kia thấm nhuần thân tâm, từ định xuất tuy gặp thức ăn ngon nhưng tâm nhẹ nhàng, người này cũng như vậy. Vì sao? Kiểu thi ca, vì thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, nhờ chư Phật Bồ Tát, độc giác thành văn, trời rồng dược xa, a tố lạc, vân vân ở cõi nước khắp tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới khác ở mười phương từ bi hộ niệm dùng năng lực tốt thẩm rót vào thân tâm khiến cho chí khí của người kia dũng mãnh thể lực khỏe mạnh vậy kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, muốn đắc pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế, thì nên thường lắng nghe thọ trì, đọc tụng bát nhã, ba la mật đa sâu xa, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp, tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho tất cả hữu tình kiểu thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ vân vân nào mặc dù không thể lắng nghe thọ chỉ đọc tụng siềng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã ba làm mật đa giảng thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình nhưng vì muốn tránh pháp trụ lâu ở thế gian làm lợi ích an vui cho hữu tình không bị diệt mất nên biên chép bát nhã ba làm mật đa sâu xa như thế trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu lại đem vô lượng tráng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường tôn trọng chen ngợi thì cũng được lợi ích thù thắng như đã nói ở trước. Hết quyển thứ 557